Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là đường 28 tháng 4 thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Giới thiệu quý vị một cái lô đất ở đây. Giới thiệu quý vị một lô đất ở đây nằm trên mặt tiền đường này nhé. Đường này, cái đoạn mà tôi đang đứng đây á, là gần với lại đường mà đi vào nhà máy lọc dầu Long Sơn. Từ đây mà đi ra đến nhà máy, ra cái con đường vào nhà máy lọc dầu Long Sơn á, là khoảng hơn một cây số, chính xác khoảng cây 2, cây 3 á. Đấy. Rất là gần thôi, đi một tí xíu là đến nơi. Thì giới thiệu quý vị một lô đất ở đây này. Có diện tích nó khoảng 4.300 m². Chiều ngang là 50 m. Bắt đầu từ cái ranh từ cái cây này này. Từ cây này cho đến phía kia 50 m. Đó. Giá đang chào bán cho nó này là 4 tỷ quý vị nhá. 4.300 m² mà giá 4 tỷ thì có thể nói đó là có giá, một mức giá là quá tốt luôn quý vị nhá. Đấy. Vị trí này thì hiện trạng á, là nó cũng đang vướng cái quy hoạch của nhà máy lọc dầu giai đoạn 3. Nhưng mà nghe nói là cái giai đoạn 3 thì nó bỏ rồi. Đó. Thì cũng không biết được, nhưng mà đại ý là vẫn đang dính quy hoạch treo. Đấy là cũng nói để cho quý vị hình dung được là quy hoạch hiện trạng nó đang như thế nào. Còn về diện tích thì nó là hơn 4.000, và tôi thấy một mức giá đó là vô cùng hợp lý, mà lại nằm trên mặt tiền đường luôn nhé, không phải là hẻm. Đấy, giá cực kỳ tốt. Đó. Đó. Khu này mà ai mà làm nhà xưởng, kho bãi gì đó thì tuyệt vời. Về mặt tiền đường nó cũng tương đối lớn. Đấy, tới 50 m là cũng làm cái kho xưởng rất là ok rồi. À. Thì đây, tôi sẽ cho quý vị xem cái hình dáng của đất rất là vuông vức nhé. Đây này, của mình đây này. Đây, của mình đây. Chiều ngang nó là 49 m, chính xác là 49 m. Nằm theo cái mặt tiền đường mình. Đấy, cái lô đất này nó là hai thửa, tách ra rất nhiều thửa rồi. Tổng diện tích nó là 7.350 m, là cả hai bên này. Thì cái phần bên này á, chị Yên đang muốn bán phần bên này. Bán phần bên này thì là 4 tỷ quý vị nhá. Còn phần bán gấp là 4 tỷ. Hiện trạng nó là đất trồng cây. Đó. Vậy thì chiều ngang nó là 49 m, sâu 97 m này quý vị này. Rất là vuông vức ha. Đấy. Hơn 4.000 m², hơn 4.000 m². Đấy, nó nở hậu ra là 54 m rưỡi này ha. Đấy. Đấy, phần bên này thì chị muốn giữ lại. Đấy. Thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất như vậy. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong các video sau.